Nhớ cái hồi mà mới sinh con á, thì tại vì mình sinh non nên bé nhỏ xíu à, chỉ có hơn 2 kg xíu thôi. Con phải nằm trong lồng kính, không được ở gần mẹ nữa, mà phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt. Rồi các bác sĩ nói mình là do bé sinh non nên là các cơ quan và não bộ của bé chưa phát triển bằng các bạn, rồi các cái mốc phát triển sẽ chậm hơn các bạn bình thường. Mà hơn 5 tháng mình thấy con mình vẫn chưa biết lẫy nè, rồi không có biết hóng chuyện, tương tác chậm. Lúc mà bé nhà mình được 6 tháng mình vẫn chưa thấy con ê a hay là biết rừ rừ, rồi cũng không biết bắt chước này kia nữa. Rồi ông bà nói thì không sao, cứ chờ đi. Mà mình chờ tới lúc 1 tuổi thì vẫn chưa thấy bé nói được gì, nên mình quyết định đưa bé đi gặp bác sĩ. Chào mọi người, mình là Phương Hòa. Thì hiện tại mình đã có được 2 bé rồi, và bé nhỏ của mình được 2 tuổi. Nghĩ lại thì mình thấy thương con lắm luôn á. Tại vì lúc mình sinh bé thì bị sinh non, mới có 33 tuần tuổi thôi, nên là cái gì con cũng chậm hơn các bạn, mà mốc phát triển não cũng chậm hơn các bạn nữa. Mình biết là con sinh non nên cái gì cũng chậm, nhưng mà mình là mẹ, mình cứ sốt ruột rồi lo lắng nữa, thấy thương con vô cùng. Nhớ cái hồi mà mới sinh con á, thì tại vì mình sinh non nên bé nhỏ xíu à, chỉ có hơn 2 kg xíu thôi. Con phải nằm trong lồng kính, không được ở gần mẹ nữa, mà phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt. Rồi các bác sĩ nói mình là do bé sinh non nên là các cơ quan và não bộ của bé chưa phát triển bằng các bạn, rồi các cái mốc phát triển sẽ chậm hơn các bạn bình thường. Nhưng thiệt sự mình thấy rất là lo lắng và rất là muốn tìm cách để giúp con nhanh bắt kịp với các bạn. Sau khi mà sinh con xong từ viện về nhà thì mình bị stress nặng hơn nữa. Tại vì nhiều người so sánh con mình nghe không có vui. Với lại hàng xóm cũng hay hỏi là bé được mấy tháng rồi, biết làm gì chưa. Mà hơn 5 tháng mình thấy con mình vẫn chưa biết lẫy nè, rồi không có biết hóng chuyện, tương tác chậm. Mình cũng có dạy con các cái quẻ màu để cho con phát triển thị giác, nhưng mà mình thấy con rất là chậm. Rồi massage chân cho con để bé tập phản xạ, nhưng mà cũng chậm. Rồi hàng xóm nhiều bé sinh đủ ngày đủ tháng á, mình biết là cũng chậm rồi, nhưng mà con mình sinh non nữa thì càng chậm hơn các bé, mình càng lo hơn nữa. Lúc mà bé nhà mình được 6 tháng mình vẫn chưa thấy con ê a hay là biết rừ rừ, rồi cũng không biết bắt chước này kia nữa. Rồi ông bà nói thì không sao, cứ chờ đi. Mà mình chờ tới lúc 1 tuổi thì vẫn chưa thấy bé nói được gì, nên mình quyết định đưa bé đi gặp bác sĩ. Cũng may mắn là mình gặp được cái vị bác sĩ đó là chuyên gia nhi đầu ngành. Mình mới hỏi bác là có cái phương pháp nào để cải thiện được cái tình trạng của con mình hay không. Thì được bác tư vấn cho mình là sử dụng sản phẩm Phytobimbi Omega Juneo này. Thì bác sĩ cho biết đây là sản phẩm duy nhất hiện nay cung cấp nguồn omega từ thực vật an toàn cho bé từ 1 ngày tuổi, được nhập khẩu nguyên hộp từ Italy, nên mình cũng rất yên tâm về mua về cho con sử dụng. Mình cũng có tìm hiểu thêm thì thấy các bài báo có viết là sản phẩm này có tỷ lệ vàng omega 6 trên omega 3 là 41. Đây là tỷ lệ hoàn hảo đã được chứng minh là tối ưu phát triển của số lượng tế bào thần kinh, hiệu quả nhất trong việc tăng mức độ DHA trong màng tế bào thần kinh, cải thiện chức năng não, gia tăng hiệu quả học tập, cải thiện tâm trạng, tăng cường liên kết các vùng trong não. Vì thế với trẻ sinh non á, hay là chậm nói, thể chất kém và có nguy cơ chậm phát triển á, đặc biệt rất có hiệu quả. Mình cũng có theo dõi bác sĩ Anh Nguyễn nổi tiếng với các bài chia sẻ cho các mẹ về phương pháp nuôi con á. Thì bác sĩ cũng có cái bài viết khen sản phẩm là giúp phát triển trí thông minh cho bé nè, mà được nhập khẩu nguyên hộp từ Italy, rất là an toàn cho bé từ 1 ngày tuổi thôi, nên mình quyết định mua cho con dùng. Sau khi cho con dùng chừng hơn 1 tháng á, thì mình thấy con nó có những cái biểu hiện rất là tốt, như là nhanh nhẹn hơn nè, thông minh hoạt bát hơn. Thì từ đó là mình dùng cho con mỗi ngày luôn. Trộm vía thì con cũng khỏe mạnh hơn, giờ thì con đã biết nói. Mình cũng có đưa con đi tái khám thường xuyên, thì bác sĩ bảo tình trạng của con mình là tốt rồi. Cứ duy trì dùng omega của Phytobimbi cho con hàng ngày á, như hiện tại là ổn. Con sẽ sớm bắt kịp với các bạn. Mà có một điểm mình rất thích ở sản phẩm này đó là không có vị tanh, nên con mình rất là hợp tác và thích uống nữa.
Thực sự thì mình cảm thấy vô cùng may mắn khi tìm được cái sản phẩm Fito Bimbi Omega Juno này để giúp cho con mình có thể lớn lên khỏe mạnh và thông minh mỗi ngày. Đó là niềm hạnh phúc của gia đình nào cũng cần. Fito BB Omega Junior, Omega thực vật hỗ trợ phát triển não bộ, tốt cho mắt, không tanh, dễ uống, nhập khẩu nguyên hộp từ Ý, dùng được cho bé từ 1 ngày tuổi. Fito BB Omega Junior có bán tại các nhà thuốc và chuỗi cửa hàng mẹ và bé trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn 1800 8070.